Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, để phòng và chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus SARS-CoV-2 gây ra, chúng ta cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, nên có chế độ ăn, ngủ nghỉ sao cho hợp lý để nâng cao sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe thật tốt trước tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh và mạnh như hiện nay. Dưới đây sẽ là một số gợi ý bạn nên áp dụng để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Ăn nhiều rau củ quả. Trong rau và hoa quả tươi có lượng vitamin và khoáng chất rất phong phú, có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là vitamin B, C. Mỗi ngày nên ăn từ 400 tới 500 gram hoa quả. Trong thời gian này nên ăn nhiều hơn lượng bình thường. Bên cạnh đó, nên ăn thay đổi các loại hoa quả để bổ sung các chất dinh dưỡng khác nhau, không nên chỉ ăn một loại. Mỗi ngày uống ít nhất 1.500ml nước. Nhiều người thường có thói quen uống rượu hoặc các loại đồ ngọt thay vì uống nước lọc. Nước lọc có vai trò quan trọng đối với cơ thể con người. Do vậy, mỗi ngày không cần uống quá nhiều nhưng phải đủ ít nhất 5 cốc, khoảng 1.500ml để đảm bảo lượng nước cần thiết cho cơ thể. Đảm bảo đủ dinh dưỡng. Nếu trong bữa ăn chỉ ăn một món duy nhất thì chỉ tính là no mà vẫn sẽ xuất hiện tình trạng thiếu chất hoặc thừa chất. Một bữa ăn có đủ chất dinh dưỡng là phải đầy đủ nhóm bột đường, cơm, ngô, khoai là thức ăn chính. Ngoài ra còn nhóm chất đạm, thịt, cá, trứng, nhóm chất béo, mỡ động vật và dầu thực vật, nhóm vitamin và khoáng chất, rau củ quả để đảm bảo dinh dưỡng cân bằng. Không ăn kiêng, giảm cân trong thời gian đang bị bệnh dịch. Chị em phụ nữ luôn mong muốn mình có vóc dáng thon gọn nên thường có thói quen ăn kiêng. Nhưng nhịn ăn hoặc ăn kiêng để giảm cân là không cần thiết, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID đang hoành hành hiện nay. Chỉ có ăn uống khoa học để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết và đủ năng lượng để chống lại dịch bệnh. Do vậy phải ăn uống đầy đủ, không thực hiện chế độ ăn kiêng giảm cân trong thời gian này. Nghỉ ngơi khoa học, mỗi ngày nên ngủ ít nhất 7 tiếng. Mỗi người phải đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể mới có thể hồi phục lại trong quá trình chúng ta ngủ. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp cho tinh thần và sức khỏe của bạn tốt hơn. Mỗi ngày tập thể dục khoảng 1 tiếng. Sau khi ăn no, bạn nên đi lại vận động nhưng tránh không nên chen lấn nơi đông người. Nếu như không đủ thời gian để ra ngoài tập thì vận động ở nhà, làm việc nhà cũng coi như đang tập thể dục. Nên bổ sung các chất có lợi cho sức khỏe như vitamin tổng hợp, khoáng chất. Đặc biệt là những người độ tuổi trên 40 nên bổ sung thêm các chất dinh dưỡng bị thiếu hụt bằng các loại thực phẩm chức năng để nâng cao sức đề kháng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các loại vitamin và thực phẩm chức năng không thể ngăn ngừa SARS-CoV-2. Do vậy, nên chú ý bổ sung hợp lý mà không nên ỷ lại vào chúng. Quý vị và các bạn thân mến, mẹo tăng đề kháng cho người già phòng COVID-19 sẽ là nội dung chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt.